cảm ơn các bạn đã cùng với anh Đình Toàn đến với chương trình Đàm Đạt Show. Để xem hôm nay chúng ta lại gặp gỡ ai đây. À, một vị thần ru ngủ với những chiếc dù kỳ diệu mang lại những giấc mơ thật đẹp cho các bé, hay là một vị thần rừng với bộ áo bằng lá cây nâu chuyên môn nắm giữ rất nhiều những câu chuyện về rừng xanh bao la? Ai đây ta? Thôi thì ai cũng được, nhưng trước khi gặp gỡ các vị thần thì các bạn khán giả của tôi ơi, chúng ta phải làm gì nào? Chơi Đàm Đạt Tour. Đó là điều đương nhiên rồi. Vậy thì chơi Đàm Đạt Tour và cùng gặp gỡ các bạn chơi, cũng như mang về những phần thưởng rất hấp dẫn của chương trình. Đội chiến thắng, các bạn sẽ nhận được 1.500.000 đồng, những phần quà của nhà tài trợ và một chiếc cúp của Đàm Đạt Tour. Thế còn đội về nhì, các bạn cũng nhận được những phần quà của nhà tài trợ Daisy Yummy và 900.000 đồng. Hấp dẫn đang tới gần với các bạn. Nếu như các bạn đạt được điểm thật cao trong vòng 3 tháng, các bạn sẽ có cơ hội đến với một vùng đất thần tiên, Disneyland Hồng Kông. Nào, hãy cùng gặp gỡ đội chuột. Ồ! Các bạn, là Trần Hồ Linh Đan, học sinh lớp 52, trường tiểu học ở Văn Tần, quận 6. Sở thích của mình là xem phim hình nè và chơi đàn piano nữa. Còn Trần Ngọc Châu, học sinh lớp 52, trường tiểu học ở Văn Tần, quận 6. Sở thích của mình là xem phim hoạt hình nè và ăn những món ăn mà mẹ mình nấu nữa. Mình thích nhất là học môn Anh văn. Đây là Nguyễn Anh Huy, học sinh lớp 52, trường tiểu học Võ Văn Tần, quận 6. Sở thích của mình là đi du lịch và xem các bộ phim hoạt hình. Sao chúng mình có tên là chùa Ú nhỉ? Tuy chúng mình khác sở thích với nhau, nhưng chúng mình có chung một đặc điểm, đó là rất sợ con mèo. Mèo! Hãy xem, chơi với đội chuột Ú là đội... nắm rừng. Dạ. Các bạn, mình tên là Nguyễn Bạch Thiên Trang, mình đến từ trường Nguyễn Văn Tố. Hôm nay mình thử sức mình với chương trình Nem Đáp Thun vì mình có sở thích là xem phim hoạt hình của hãng Walt Disney. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phương Anh, đến từ trường Nguyễn Văn Tố. Hôm nay mình đến đây tham gia chương trình Nem Đáp Thun với sở thích của mình là xem TV và xem phim hoạt hình. Mình tên là Quỳnh Như, đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố. Sở thích của mình là xem phim hoạt hình và đọc truyện cổ tích thế giới. Các bạn, đội của mình chọn tên là nấm rừng vì chúng mình rất yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, đặc biệt là những cây nấm rừng thật nhỏ bé dễ thương. Mong các bạn cổ vũ nhiệt tình cho hai đội chơi hôm nay. Yeah! Nào các bạn cổ vũ cho hai đội chơi nào. Anh Toàn thấy rồi, các bạn đã cổ vũ và cổ vũ rất nhiệt tình. Vậy thì còn chơi gì nữa? Chúng ta không nhanh chóng bước vào vòng thứ nhất của Nem Đáp Thun, vòng tai nghe mắt thấy. Ở vòng này, các bạn phải nghe thật kỹ và nhìn cho thật rõ, bởi vì anh Toàn sẽ hỏi bất cứ điều gì liên quan đến đoạn phim hoạt hình mà các bạn sẽ được xem. Nhớ nha, chúng ta có 4 câu hỏi 5 điểm và một câu hỏi quan trọng nhất, câu 20 điểm. Nào, bây giờ thì chuột Ú, các bạn thích mặt hình hay mặt chữ? Mặt chữ. Mặt chữ, các bạn bàn trước với nhau rồi đúng không nào? Xem nha. Mặt chữ, các bạn được thi trước. Nào, và đoạn trích của các bạn trích trong phim hoạt hình Chuyện Rừng Xanh bắt đầu. Nào, có nó leo kìa. Nào, giật ngủ đi.
Sáng mai chúng ta còn phải đi xa nữa đó. Cháu muốn sống ở đây thôi. Cháu chỉ có một ngày ở đây nữa thôi. Cháu không sợ đâu. Cháu sẽ tự bảo vệ lấy mình. Cái gì thế này? Một con người à, đúng rồi, con người. Đi chỗ khác hay để cho tao yên? Lẽ ra tao phải giúp cháu, nhưng ta không thể. Đúng đấy, con người à, hãy ngủ đi. Ngủ đi. Sẵn sàng chưa chuột ú? Những câu hỏi 5 điểm bắt đầu. Ai đã giúp cho cậu bé Môn Ly leo lên cây? Ngọc Châu. Dạ thưa anh, Đình Toàn là con báo đen ạ. 5 điểm đầu tiên cho chuột ú. Wow, câu số 2. Con vật gì đã xuất hiện dưới tán lá cây? Anh Huy. Thưa anh Đình Toàn, đó là con rắn. Con trăng hoặc là con rắn. Con trăng, các bạn được 5 điểm. Nghe đây, Môn Ly đã nói gì với con trăng? Linh Đan. Cháu sẽ tự một mình ở trên cây. Đó là lời của Môn Ly nói với báo đen. Các bạn không ghi được điểm trong câu nào. Môn Ly đã nói với con trăng là đi chỗ khác để cho ta yên, nhớ không? Câu thứ tư, con trăng đã làm gì Môn Ly? Ngọc Châu. Dạ thưa anh Đình Toàn, con trăng đã thôi miên Môn Ly ạ. 5 điểm dành cho các bạn. Yeah, hãy cố gắng yeah ở câu 20 điểm. Khi bị thôi miên, trong mắt Môn Ly hiện lên hình gì? Anh Huy. Thưa anh Đình Toàn, là hình sân ốc có màu xanh dương và màu vàng. Các bạn nhận được 20 điểm cho câu trả lời vừa rồi. Nào, hãy xem 20 điểm đến đây. Nó đã bay và bay rất cao. Nhưng quà tặng của anh Toàn thì sẽ đến và bay thấp hơn. Hãy cố gắng chụp chúng những điểm phim hoạt hình thật hay và chia sẻ với bạn bè của chúng ta nào. Chụp lấy các bạn. Hey! Bây giờ thì nắm rừng, cố gắng nha. Đến với đoạn trích của các bạn, trích trong phim hoạt hình Bambi. Hãy
hãy lắng nghe câu hỏi thứ nhất. Khi mưa đổ xuống, Bambi đã nghe được âm thanh gì? Quỳnh Như. Dạ thưa anh Đình Toàn, Bambi đã nghe được âm thanh của nước chảy xuống lá. 5 điểm đầu tiên cho Nấm Đường. Những con vật gì đã chạy băng qua dòng nước Thiên Trang? Thưa anh Đình Toàn, những con gà mẹ và gà con đã băng qua dòng nước. Dạ, có thể là con chim. May mắn làm sao các bạn được 5 điểm. Nào, câu số 3. Chim mẹ đã che mưa cho đàn chim con bằng cái gì? Phương Anh. Thưa anh Đình Toàn, chim mẹ đã che mưa cho chim con bằng bằng cánh. Các bạn được 5 điểm. Câu thứ 4. Có một chú chuột nhỏ đã trú mưa ở đâu? Thiên Trang. Thưa anh, chú chuột nhỏ đã trú mưa ở dưới các cây nấm. Các bạn được 5 điểm. Bây giờ là câu 20 điểm. Hơi khó một chút bởi vì đòi hỏi các bạn phải quan sát thật kỹ. Có một chú sóc tránh mưa đã chạy vào đâu? Quỳnh Như. Anh Đình Toàn, con sóc đã chạy vào cái hốc cây. Các bạn ơi, các bạn được 20 điểm cho câu trả lời vừa rồi. Nào, 20 điểm sẽ đến đây. Đừng cố gắng chụp bởi vì chưa có đội nào chụp trúng 20 điểm của anh Toàn cả. Nhưng quà tặng thì chụp rất dễ dàng. Và hãy chứng tỏ các bạn cũng rất là chính xác khi nắm bắt nào. 2, 3. Wow. Rất là hay. Hãy xem điểm số của cả hai đội là bao nhiêu rồi. Chuột ú, các bạn đang có 35 điểm. Và nấm rừng, các bạn có 40 điểm. Và cơ hội tiếp theo sẽ là vòng 2 của Name the Tune. Điều gì xảy ra? Muốn biết điều gì xảy ra, các bạn sẽ cùng nhau xem một đoạn phim hoạt hình. Anh Toàn sẽ dừng lại ở một đoạn bất kỳ và các bạn có 30 giây thảo luận để trả lời cho anh Toàn nghe điều gì xảy ra. Hãy nhớ điểm số của dòng này lên đến 30 điểm. Nào, đội chuột ú, các bạn thấp điểm hơn, các bạn được quyền đi trước. Đoạn trích của các bạn trích trong bộ phim hoạt hình Bambi. Săn dí đến rất gần. 30 giây thảo luận bắt đầu. Hết giờ rồi nhé. Nào, trả lời cho anh Toàn nghe đi, điều gì xảy ra? Là con hươu con sẽ đánh lạc hướng đàn chó săn để cứu hươu mẹ. Hươu con sẽ đánh lạc hướng đàn chó săn để cứu hươu mẹ. Không có thay đổi chứ? Dạ không. Theo dõi đoạn trích tiếp theo. I'm
như thế nào? Dạ đúng. Vậy thì các bạn nhận được 30 điểm cho câu trả lời vừa rồi. Nào chú bò ơi, hãy cùng đến với những người bạn mới của mình nào. Hey. Không sao, bây giờ tới nắm rừng. Hãy theo dõi đoạn trích của các bạn được trích trong bộ phim Chuyện Rừng Xanh. Không giả hát nữa đi. Anh nó bay ra. Nè, chọc lên ra. Đó chính là một kiểu nghỉ ngơi của gấu đó. Nhu cầu nó thật chẳng giãn đường. Nào, tao phải đánh lại tụi bay mới được. Mày có nhìn thấy nó ăn cái gì không? Nhu cầu của nó thiệt là đơn giản đấy. Tao sẽ kéo luôn tụi bay mới biết tại sao mà. Mày kéo luôn. Cô trả giỡn. Bắt đầu 30 giây thối luận để trả lời cho anh Toàn. Hết giờ rồi các bạn, trả lời đi, điều gì xảy ra? Dạ thưa anh Đình Toàn, đó là con gấu xám gặp con báo đen và hai người cùng đến cứu cậu bé Molly. Chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn trích tiếp theo. Lửa, con khỉ đồng mơ ước. Các bạn nhận được 30 điểm cho câu trả lời vừa rồi. Nắm rừng, hãy cùng đón lấy một người bạn mới nha. Nào, chúng ta hãy cùng xem điểm của cả hai đội. Chuột ú, các bạn đang có 65 điểm. Và nắm rừng, các bạn có 70 điểm. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của Nem Đê Xuân, vòng đôi tay khéo léo. Xin chào, ta là thần rừng, người cai quản những khu rừng già. Ta thích nhất là những khu rừng nhiệt đới. Các bạn thử nghĩ xem, khi trời đang oi bức, cây cối thì khô héo. Bỗng nhiên có một trận mưa rào, rầm 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 đổ xuống, và cả khu rừng như sống dậy với những âm thanh rất hay. Tiếng suối chảy rắc 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 rắc, tiếng mưa rơi lập 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 lập, tiếng thú chạy bịch 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 bịch, rất nhiều và rất nhiều thứ khác nữa. Ta thì đặc biệt thích tiếng bụp 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 của những cây nấm mọc lên sau cơn mưa. Ôi, nếu như các bạn được chứng kiến những cây nấm, các bạn sẽ thấy chúng rất đẹp. Tin không? Bạn tin không? Ôi, như vậy rõ ràng là các bạn cũng công nhận với ta là nấm đẹp, phải không nào? Vậy thì ta muốn vẽ cho các bạn xem bức tranh về những cây nấm sau mưa. Nào, hãy xem ta vẽ, sau đó cố gắng vẽ theo cho thật đẹp. Điểm số đến 30 điểm lần nha. Nào, bắt đầu. Tôi xong rồi, các bạn đi, 1 phút bắt đầu. Ba, hai.
Một không. Cũng còn tương đối một chút. Bây giờ tôi sẽ quyết định cho các bạn hai mươi điểm. Các bạn sẽ nhận được bao nhiêu? Nhiều quá bạn trai. 80 điểm đi. Rồi. 18 điểm. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau cho thật chặt. Bước đều theo tôi và bắt đầu đi đến vòng 4 của Nam Tết Tuân. Vòng nhanh trí. Hãy thể hiện các bạn nhanh trí như thế nào bằng cách nhấn chuông để giành quyền ưu tiên trả lời 10 câu hỏi của anh Toàn. Trước khi nói về nội quy, anh Toàn muốn xem điểm số của cả hai đội là bao nhiêu rồi. Chuột ú, các bạn đang có 83 điểm. Và nắm rừng, các bạn có 90 điểm. Còn bây giờ, hãy cùng nhau bứt phá thật nhanh trí trong vòng 4. Các bạn nhớ, mỗi câu trả lời đúng, các bạn được cộng 5 điểm. Còn mỗi câu trả lời sai, các bạn bị trừ 5 điểm. Dạ nha, sau mỗi câu hỏi, anh Toàn sẽ kết thúc bằng từ bang. Và các bạn sẽ nhấn chuông để giành quyền ưu tiên trả lời. Câu thứ nhất. Trong tập truyện Harry Potter và căn phòng bí mật, ai là người nghe và nói được tiếng nói của loài rắn, hay còn gọi là xà ngữ? Bang. Bang. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nhân vật có thể nghe và nói được xà ngữ đó chính là Harry Potter. Rất dễ dàng nếu như các bạn suy luận một chút. Câu số 2. Trong phim hoạt hình Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, lần đầu tiên hoàng tử gặp công chúa bên giếng nước của lâu đài, nàng Bạch Tuyết đã ăn mặc như thế nào? Bang. Chuột ú trả lời. Đình Toàn là Bạch Tuyết đã ăn mặc giống một cô hầu trong hoàng cung. Và các bạn được 5 điểm. Trong chuyện cổ tích Chú Mèo Đi Hia, để tiêu diệt Chằn Tinh, Chú Mèo Đi Hia đã dụ dỗ Chằn Tinh hóa thành con gì? Bang. Dạ thưa anh Đình Toàn, con Mèo Đi Hia đã dụ ông Chặn Tinh hóa thành một con chuột. Vậy các bạn được 5 điểm. Nào, nắm rừng, nhanh tay lên nhé. Câu chuyện Cô Bé Bán Diêm của nhà văn Đan Mạch Andersen đã diễn ra vào mùa nào trong năm? Bạn chuột ú, các bạn bấm chuông rất nhanh nhưng lại trước cả câu kết thúc của anh Toàn. Ưu tiên dành cho nấm rừng, các bạn có câu trả lời không? Thưa anh Đình Toàn, nó chính là vào mùa đông. 5 điểm. Trong phim hoạt hình Chú Bé Người Gỗ Pinocchio, cảm động vì lòng hiếu thảo của Pinocchio, cô tiên xanh đã ban tặng cho Pinocchio phép màu gì? Ban. Nấm rừng. Toàn, cô tiên đã ban cho Pinocchio thành người. 5 điểm. Trong phim hoạt hình Đi Tìm Nemo, Nemo và các cư dân trong hồ cá tìm mọi cách để làm cho hồ cá trông như thế nào? Ben. Nắm rừng. Dạ thưa anh Đình Toàn, nó chính là làm cho hồ cá thật là dơ. Và bạn được 5 điểm. Trong phim hoạt hình Bảy Viên Ngọc Rồng, bất cứ ai tìm được 7 viên ngọc sẽ gọi được một con vật linh thiêng xuất hiện
và ban cho điều ước, đó là con gì Ben? Nấm rừng. Dạ thưa anh Đình Toàn, đó là con rồng. Con rồng về các bạn được 5 điểm. Trong phim hoạt hình Gà Nhí, các bạn hãy kể tên hai con vật là bạn thân của gà nhí, Ben. Đó là con vịt và con quạ. Con vịt và con ếch. Con vịt và con ếch. Các bạn bị trừ 5 điểm. Chúng ta nhớ có 3 người bạn thân của gà nhí. Nhưng anh Toàn chỉ yêu cầu các bạn kể 2 thôi. 3 người bạn thân đó là một con heo, một con vịt và một con cá. Nhớ không nào? Tiếp theo, trong phim hoạt hình Aladdin và cây đèn thần, nàng công chúa Jasmine có mái tóc màu gì, Ben? Nấm rừng. Dạ thưa anh Đình Toàn, nàng công chúa Jasmine có mái tóc màu đen. Màu đen giống tất cả chúng ta vậy, các bạn được 5 điểm. Trong phim hoạt hình Người đẹp ngủ trong rừng, ở đoạn kết phim, khi khiêu vũ cùng với hoàng tử Philip, chiếc áo dạ hội. Nấm rừng ơi, các bạn biết là các bạn đã mất quyền ưu tiên. Chiếc áo dạ hội của nàng công chúa do các bà tiên ban tặng biến đổi giữa hai màu là màu gì và màu gì? Dạ thưa anh Đình Toàn, là biến đổi giữa hai màu là màu xanh và màu hồng ạ. Màu xanh và màu hồng, các bạn được 5 điểm. Nào, chúng ta hãy cùng xem đến giờ phút này các bạn có bao nhiêu điểm. Chuột ú, các bạn đã có 93 điểm. Và nấm rừng, các bạn đang có 115 điểm. Hãy cùng cảm ơn đội chuột ú và chúc mừng đội nấm rừng. Các bạn hãy giành lấy một chiếc cúp của đội chiến thắng, giơ cao lên. Những phần quà của Tây Chi, 900.000 đồng của chuột ú và 1.500.000 đồng của nấm rừng. Đúng rồi. Chào, cảm ơn các bạn đã cùng chơi thật vui với anh em Deadpool. Nấm rừng, hãy chờ xem các bạn có là đội giành được quyền đến với Disneyland Hồng Kông không nhé. Cảm ơn nhà tài trợ Daisy Yumi đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Chương trình chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18:30 phút ngày thứ bảy hàng tuần trên HTV9. Phát lại vào lúc 18:30 phút ngày chủ nhật hàng tuần trên HTV2. Hãy đón xem các bạn nhé. Nem Detun mỗi tuần một lần, vui ơi là vui. Yeah, yeah, yeah. Vui cùng bạn bè, vui cùng Nem Detun. Yeah, yeah, yeah. Vui cùng bạn bè. Yeah, yeah, yeah. Vui cùng mọi người. Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 9 tối nay, mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 19 giờ tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 50 phút chương trình thời sự, 20 giờ 30 phút hộp thư truyền hình, 20 giờ 45 phút khoa học và đời sống làng cổ, 21 giờ 5 phút phim tài liệu giấy thông hành cho việc làm, 21 giờ 30 phút chuyện bốn mùa lá cờ tổ quốc, 22 giờ 30 phút phim truyện cuối tuần, phim truyện Việt Nam, huyền thoại về người mẹ. 23 giờ 30 phút tin cuối ngày, tin thế giới. 23 giờ 40 phút phim truyện cuối tuần phần tiếp theo. Chương trình rạng sáng ngày 2 tháng 9 gồm có 0 giờ 30 phút thế giới giải trí. 1 giờ ngôi nhà mơ ước, 1 giờ 20 phút chuyện không của riêng ai, 2 giờ những kỷ lục Guinness thế giới, 2 giờ 30 phút câu lạc bộ thể thao. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi.